Nhã Uyên. Rồi. Bạn Trần Vĩnh Thiện gì đây mấy đứa? Nguyên Kỳ có không? Lê Ngọc Khánh có không? Tường Vi có không? Cát Tường có không? Cát Tường rồi, lên tiếng rồi. Ái Nhi đâu? Quốc Dũng. Thanh Hiền. Em đây cô, em Ái Nhi cô, cái cam em không biết sao trục trặc Rồi em mở rồi không thôi được được. rồi. Thảo Nguyên. Tô Cát Tiên. Cát Tiên đâu? Thái Long. Cát Tiên không có nè. Thái Long không có nè. Võ Minh Hoàng chi đây nữa nè. Thúy Hằng có không? Mỹ Hạnh. Không có luôn. Anh Tùng. Rồi Thúy Hằng có. Anh Tùng. Phạm Hoàng Bảo. Trần Thanh Tuấn. Dạ đây coi có cô em có mắm mà. Rồi, Alo. có rồi, thôi được rồi. Thanh Tuấn. Giờ đến Dương. em á coi, tại cái kia nó cũng có cam. Dương Minh chi đây, Dương Minh Tấn chi đây nè. Rồi. Thái Long. Thái Long không có hàng. Thảo Nguyên. Dạ có. Rồi Nguyễn Hữu Nhất. Hữu Nhất không có ha. Rồi có rồi. Ai mới gọi điện cho Tiên? Tiên Mỹ Hiền. À Lưu Mỹ Thanh Hiền. Nguyên Kỳ có chưa? Rồi Dạ có thôi tắt. Tắt cam được rồi đó. Điểm danh như vui đó thôi chứ thiệt ra cũng không. Cô chưa điểm danh em cô ơi. em là ai? Dạ Thảo An à. Bảo An hả? Thảo An à. Thảo An. Dạ. Không điểm danh thì thôi chứ mất gì mà thiệt thà ghê đó trời. Dạ em nữa cô chưa gọi tên em. Ủa mày quá mấy người ơi. Dạ. Đọc cái tên cho vui đứa thôi với cô chỉ có xíu nữa lớp trưởng cho cô cái danh sách các bạn vắng không phép, còn lại là vắng vắng có phép thì cô cũng bỏ qua, không không có ấy. Hiện tại chỉ có một hiện tại là và lớp đủ rồi, cô chỉ có bốn bạn xin vắng vắng có phép thôi ạ. Rồi chỉ có bốn bạn là xin vắng có phép thôi. Dạ, là hiện tại lớp có 44 bạn. Ừ. Rồi, hôm nay mình sẽ học cái bài là hồ sơ y tế điện tử.
thì hồ sơ y tế điện tử nó có rất là nó có ba cái bộ hồ sơ chính là bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử và hồ sơ sức khỏe cá nhân. Thì cái hướng tới sắp tới của mình là sẽ ứng dụng cái bệnh án điện tử rất là nhiều. Và cái cơ bản, cái đơn giản nhất sẽ là cái bệnh án điện tử, nên cô sẽ đặt trọng tâm vào cái bệnh án điện tử. Thì trước hết á, về cái hồ sơ sức sáng hôm nay mình sẽ nói về cái bệnh án điện tử, và chiều nay mình sẽ trả lời và ngày mai chứ mình sẽ trả lời một số cái câu hỏi, một số cái câu hỏi mà khi mà được đưa cái đề án này vào thì nó sẽ vướng mắc những cái gì, ví dụ như là thông tin của bệnh nhân có được bảo mật hay không, ai là người có quyền được truy cập vào hồ sơ bệnh án điện tử, rồi ở những các tỉnh thành khác muốn xem cái hồ sơ bệnh án điện tử, rồi bệnh án điện tử có giá trị pháp lý như thế nào, thì ngày mai mình sẽ học tiếp, còn sáng nay mình nói về cái những cái lợi ích của trong cái việc sử dụng bệnh án điện tử. Vậy thì cái bệnh án điện tử là gì? Người ta gọi là EMR, cái một cái thuật ngữ của hắn á, đó là bệnh án điện tử là EMR, Electronic Medical Record, hắn là như đó. Thì cái hồ sơ bệnh án điện tử á, là nó được sở hữu bởi một cái cơ sở y tế cụ thể nào đó, một cái bệnh viện nào đó, một cái trạm y tế nào đó, hoặc là phòng khám đa khoa nào đó. Nó là thông tin thu thập được bởi bác sĩ để chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân của họ, ghi lại để sử dụng nội bộ thôi nghe. Và thông tin này sau này trong cái bài trong cái bài giảng mà cô đưa về, cái tài liệu mà cô đưa về nó sẽ có những cái này, được những cái thông tin này sẽ được sử dụng nội bộ, được lưu lại trên máy tính, được sử dụng nội bộ và không thể sử dụng bên ngoài cơ sở y tế nha. Cái hồ sơ bệnh án điện tử là cái đơn giản nhất đó, là không thể được sử dụng bên ngoài cơ sở y tế, nói chung nó là chỉ truyền trong mạng nội bộ thôi. Thì lợi ích của cái hồ sơ bệnh án điện tử này là gì? Tất nhiên là giảm tải giấy tờ nè, rồi bệnh nhân mình có thể theo dõi liên tục sức khỏe của bệnh nhân theo năm tháng ngày bao nhiêu năm đó. Như bệnh viện của cô thì mới ứng dụng cái này, cũng không phải là hồ sơ sức khỏe điện tử nữa mà nó ứng dụng công nghệ thông tin để ghi lại cái để làm một cái hồ sơ trên mạng thôi á, thì được từ năm 2010 tới trừ, từ năm 2010 tới trừ thì mình có thể truy cập được cái hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân tới năm hai từ năm hai từ khi bắt đầu tới trừ là năm 2010 tới trừ, nhưng mà tới bao nhiêu năm thì chưa biết được vì mình mới triển khai thôi mà. Thứ nhất là nó thay thế cho hồ sơ giấy nè, cho phép mình theo dõi liên tục bệnh nhân này từ tháng năm, nói chung là lục lọi ở đâu cũng có được hết. Rồi bệnh nhân tái khám thì mình có thể theo dõi được thuận tiện lắm, mình chỉ cần kéo ra lượt được trước, cái lượt lần khám trước bệnh nhân đã bị cái gì, đã khám những cái gì, đã uống những cái thuốc gì, vân vân. Nhưng mà có một cái bất lợi là đối với cái hồ sơ bệnh án điện tử thì bệnh nhân lại không không thể truy cập vào cái hồ sơ của họ, và nếu mà họ cần thì họ sẽ lại giống trở về giống như cái làm với cái đối với cái giấy á, là họ sẽ xin sao hồ sơ bệnh án rồi họ mới cầm cái bệnh án đó muốn chuyển viện đi lên các bệnh viện khác, và bác sĩ khác lại tham khảo cái bệnh án đó qua giấy. Đó là cái hồ sơ bệnh án điện tử. Nó phân biệt với cái hồ sơ sức khỏe điện tử. Hồ sơ sức khỏe điện tử gọi tắt là EHR, EHR là EHR, thì hắn là Electric Health Record. Cái này thì khác nghe, hồ sơ bệnh án điện tử là EMR. Còn cái hồ sơ mà sức khỏe điện tử là EHR. Nó cũng giống giống như cái bệnh án điện tử thôi. Nhưng mà thông tin của bệnh nhân thì có thể truyền được giữa các cơ sở y tế với nhau. Và nó thu thập tất cả các thông tin của tất cả các bác sĩ đã từng khám cho bệnh nhân này ở một cơ sở, hai cơ sở, ba cơ sở, nói chung là bệnh nhân này được thăm khám ở cơ sở nào thì sẽ được ghi lại ở cơ sở đó, và giữa các cơ sở này với nhau có thể truy cập vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân, được chia sẻ với nhau để làm cho tất như vậy là nó sẽ hiện đại hơn cả cái hồ sơ bệnh án điện tử ha.
thì nó sẽ làm cho cái việc điều trị hội chẩn giữa cơ sở này với cơ sở khác nó thuận tiện hơn nhiều. Về lợi ích của cái hồ sơ sức khỏe điện tử này thì thứ nhất là giữa các bệnh viện cùng liên quan đến bệnh nhân á, thì họ có được thông tin với nhau nè. Rồi bệnh nhân có thể xem được cái hồ sơ của mình ở một cái mức độ giới hạn nào đó. Tất nhiên là những cái về chuyên sâu quá thì bệnh nhân sẽ không thể truy cập vào được, nhưng mà ít nhất bệnh nhân có thể xem được là những thuốc gì mình đã được sử dụng, số tiền mình đã phải bỏ ra như thế nào, cái chẩn đoán quan trọng là cái chẩn đoán cuối cùng của mình là gì, một số cái thông tin cơ bản về cái cận lâm sàng để bệnh nhân có thể nắm được, theo dõi được, ví dụ như có một khối u ở phổi chẳng hạn. Thì lần đó bệnh nhân có thể truy cập vào những cái phim X quang hoặc là cái quả đọc X quang ở những lần khác nhau để họ nắm được là việc điều trị của mình nó đáp ứng hay không đáp ứng. Đó là những cái mà bệnh nhân có thể truy cập được. Nhưng mà ví dụ những cái mà bác sĩ ghi trên hồ sơ ngày hôm nay bệnh nhân như thế nào, rồi những cái lần hội chẩn giữa các hội chẩn chuyên môn trong viện ngoại viện, thì cái kết quả hội chẩn đó như thế nào, ý kiến của bác sĩ như thế nào thì bệnh nhân lại không không được truy cập vào cái đó. Cái đó là giữ 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 an toàn cho nhân viên y tế mà, cho ngành y tế mà. Thậm chí bây giờ cái bệnh án số cũng vậy. Bệnh án số thì các em cũng không, bệnh nhân cũng không thể truy cập vào được, không thể coi trực tiếp trên hồ sơ bệnh án được đâu. Mọi cái thông tin đều là sao lưu hồ sơ bệnh án. Có người ở phòng chuyên trách họ sẽ tóm tắt cái hồ sơ bệnh án đó và họ sẽ gửi những cái điều gì bệnh nhân có thể biết và những điều gì bệnh nhân không cần biết, thì chính cái người đó họ chuyên làm, họ sẽ lập ra và họ tạo ra một cái sao lưu bệnh án cho bệnh nhân. Cô làm răng để biết được mấy đứa đang nói cái gì trời. Rồi từ từ. Cô điểm danh em với à, em vừa bị văng ra. Anh Thái Long đây hả? Tôi kêu miết nãy trừ. Mày có không kêu nữa. Tiếp. Tiếp tới là hồ sơ sức khỏe cá nhân. Cái này là PHR, là Personal Health Record, là hồ sơ được quản lý bởi chính bệnh nhân luôn, là họ có thể họ họ có thể truy cập được những cái tiền sử của họ về dị ứng nè, thuốc họ đã sử dụng gì nè, họ điều trị những cái gì rồi nè, tình trạng sức khỏe của họ như thế nào, rồi tiền sử ở trong gia đình gây phải hệ của họ như thế nào và rất rất nhiều thứ nữa. Và đối với cái hồ sơ sức khỏe cá nhân này á, thì bệnh nhân có thể tích cực hơn trong cái quá trình điều trị của cả bác sĩ, họ được quyền cập nhật nhiều hơn, rồi họ được quyền truy cập nhiều hơn vào cái hồ sơ của họ. Ví dụ như là họ sẽ được quyền tham gia một cái buổi hội chẩn nào đó giữa các chuyên gia. Bình thường bệnh nhân cũng có thể tham gia hội chẩn nhưng mà chỉ cái mức là khám trực tiếp thôi, rồi sau đó là sẽ mời bệnh nhân ra ngoài và sau đó các chuyên gia sẽ thảo luận với nhau. Nhưng mà đối với những cái hồ sơ sức khỏe cá nhân này thì bệnh nhân có quyền được tham gia trong cái buổi hội chẩn đó, khi mà tất cả các yếu tố đều được đưa ra, họ có thể nắm được là bệnh của mình nó đang khó cái chỗ nào, hoặc là cái quyết định điều trị đó nó khó như thế nào, thì ngay ngay chính bản thân bệnh nhân sẽ tham gia vào cái quyết định điều trị đó. Đối với loại can thiệp này á, thì tôi thấy là cái ông ngoại thì nói là phải can thiệp thì mới hết sốt được chẳng hạn như vậy. Còn cái ông nội thì nói là không cần can thiệp, chỉ cần quánh kháng sinh vô là ông hết sốt được. Thì hai ông cãi nhau, tranh cãi nhau rồi dựa và đưa ra những cái lập luận là nếu mà tôi can thiệp thì cái gì có thể xảy ra và cái gì không thể xảy ra. Còn ông nội cũng đưa ra những chứng cứ, nếu mà anh dùng thuốc thì cái gì lợi và cái gì hại. Sau đó bệnh nhân sẽ là người, sau khi họ nghe, họ thảo luận, họ lập luận chứng cứ đầy rõ ràng thì bệnh nhân sẽ tham gia vào quá trình quyết định điều trị. Đó là đến những với những ca mà có nhiều phân vân. Cho đối với những cái ca mà rõ ràng không mổ là chết ấy,
thì khỏi cần những cái ý kiến đó, đưa ra mổ là mổ. Nhưng mà vấn đề là bệnh nhân sẽ biết được cái sự cân nhắc của bác sĩ nó như thế nào, mình đã làm những gì hết sức như thế nào đối với cho bệnh nhân vân vân, thì họ sẽ được trao những cái quyền nhiều hơn để họ đưa ra quyết định sức khỏe của họ với tất cả các thông tin mà mình đã có sẵn như vậy. Thì cũng giống như cái bệnh án điện tử thôi, bệnh nhân, đặc biệt nữa là bệnh nhân sẽ có quyền trao cho bác sĩ những cái gì mà mình muốn. Ví dụ như bệnh nhân bị HIV kèm thêm một vấn đề tiểu đường chẳng hạn, thì khi đến khám tiểu đường, thôi nói tiểu đường thì nó sẽ liên quan đến suy giảm miễn dịch đồ này nọ đi, thôi bệnh nhân bị HIV mà tăng huyết áp đi, thì khi đến khám tăng huyết áp, họ biết là cái tăng huyết áp đối với cái HIV nó ít liên quan với nhau hơn, thì họ có thể chỉ chia sẻ với lại bác sĩ cái hồ sơ về cái tăng huyết áp của họ thôi, mà họ không, cái này là quyền của cá nhân của bệnh nhân rất là nhiều, họ nắm giữ rất là nhiều. Họ chỉ muốn chia sẻ về cái bệnh án tăng huyết áp với họ thôi, thì tất cả những cái thông tin về tăng huyết áp sẽ được chia sẻ cho bác sĩ đó, và các bác sĩ đó sẽ phối hợp những cái bác sĩ ở tuyến trước, tuyến trên, tuyến giữa, nói chung là những lần thăm khám khác nhau về cái bệnh tăng huyết áp của bệnh nhân, có thể trao đổi với nhau để đưa ra cái phác đồ điều trị hợp lý nhất cho bệnh nhân, không liên quan gì đến cái chuyện HIV của họ. Tuy nhiên cũng có một số vấn đề, ví dụ như HIV với sốt chẳng hạn, vô với một cái sốt hoặc là nhiễm trùng, thì bắt buộc là người bệnh phải cung cấp cái thông tin về mình bị HIV đối cho tất cả các cơ sở y tế, để người ta bác sĩ bất cứ ở nơi nào, để người ta có thể có dễ dàng có một cái định hướng cụ thể để người ta điều trị cho bệnh nhân. Đó là cái đặc quyền rất lớn của bệnh nhân, là bệnh nhân có thể chia sẻ cái thông tin này cho bác sĩ khi mà họ cần. Dạ cô ơi. Ừ. À, cái slide ở trên màn hình không chuyển nữa không? Cô biết rồi, cái này cô đang giới thiệu về cái những cái hồ sơ sức khỏe điện tử, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình sẽ là cái bệnh án điện tử. À, dạ dạ. Đợi cô xin nghe. Vậy thì lợi ích của cái hồ sơ sức khỏe cá nhân là như thế nào? Thứ nhất là người bệnh được tham gia rất là tích cực, và dữ liệu trong cái hồ sơ sức khỏe cá nhân này á, là làm cho bác sĩ, cung cấp cho bác sĩ một cách toàn diện về sức khỏe của bệnh nhân, bao gồm cả lịch sử y tế gia đình, lịch sử xã hội, vân vân. Rồi bệnh nhân chăm sóc tại nhà cũng có thể sử dụng cái bệnh án này, và các bệnh nhân ở xa, bác sĩ có thể theo dõi bệnh nhân từ xa, và thông qua cái hồ sơ sức khỏe cá nhân này thì bác sĩ sẽ dễ dàng ra các quyết định điều trị hơn. Rồi nói chung cái hồ sơ sức khỏe cá nhân này á, là một sự kết hợp dữ liệu sức khỏe mà do chính bệnh nhân tạo ra trên cơ sở là cái hồ sơ sức khỏe y tế của mình. Đó, nói chung nó có phần mềm. Cái này thì thực sự là ứng dụng nó quá lớn đi, nên thành ra trước mắt đối với Việt Nam mình là nó đang hướng tới cái bệnh án điện tử, nên hôm nay mình sẽ nói một chút về cái bệnh án điện tử. Thì cái bệnh án điện tử nó hỗ trợ trong cái quyết định lâm sàng như thế nào. Đáng lẽ là cô sẽ soạn bài này, nhưng mà vì thầy Lim thì soạn một cái bài quá đầy đủ đi rồi, nên thành ra là cô nghĩ thôi cô sẽ học tập theo thầy Lim để nói được những cái ý toát ra thôi, chứ còn viết thêm thì cũng không hay bằng người khác, thì viết thêm làm gì, đúng không? Như vậy thì cái bệnh án điện tử nó
hỗ trợ. Nó hỗ trợ như thế nào đối với việc thăm khám điều trị của bác sĩ? Thì tại sao mình phải đặt vấn đề là phải thay thế cái hồ sơ điện tử? Lâu nay mình dùng hồ sơ giấy cũng được mà, có sao đâu. Thì Bộ Y tế đã xây dựng một cái thông tư 46 năm 2018 quy định về hồ sơ bệnh án điện tử và yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải sử dụng hồ sơ điện tử thay thế cho sổ khám bệnh truyền thống, và nó có hiệu lực từ ngày 1 tháng 3 năm 2019 và được triển khai tại tất cả các cơ sở y tế thuộc Bộ Y tế. Thì vấn đề này buổi chiều mình sẽ ngày hôm sau mình sẽ học được nhiều hơn. Vậy thì bệnh án điện tử, đối với cái bệnh án điện tử mình cần những gì? Thì nó là sự kết hợp giữa một cái bệnh án giấy và một cái máy vi tính, đúng không? Kết hợp bệnh án, thông thường lấy cái bệnh án giấy chép qua cái ổ máy vi tính thì nó sẽ được gọi là bệnh án điện tử. Cái bộ lưu trữ của nó rất là lớn, thay vì một bệnh nhân trong suốt cuộc đời của họ cần khoảng chục cái bệnh án giấy, mỗi bệnh án giấy đó dày 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 mỏng khác nhau, thì bây giờ chỉ cần một cái file nén rất là nhỏ thôi, ở trên cái đám mây điện tử á, thì nó toàn bộ thông tin hồ sơ sức khỏe của bệnh nhân nó sẽ được lưu trữ và người ta có thể truy cập được, bác sĩ có thể trích lục được, rồi giữa những và nó có thể được tổng hợp các thông tin của bệnh nhân trong xuyên suốt như rớt, là có thể thấy được quá trình tiền sử của bệnh nhân đã có gì, nó sẽ tổng hợp được là năm bệnh nhân đã từng mắc những cái bệnh gì và những cái bệnh đó nó ảnh hưởng như thế nào đối với cái lần thăm khám này, thì nó sẽ cho mình một cái nhìn tổng quan và tất cả các dữ liệu đó đều được quản lý một cách rất là hệ thống. Đó là những cái mà hồ sơ bệnh án điện tử có thể làm được. Nhưng mà bệnh án điện tử không phải là thần thánh, do đó cái người sử dụng cái bệnh án điện tử đó mới chính là thần thánh, mà người sử dụng đó là ai? Là bác sĩ chứ ai, đúng không? Do đó là cái chuyện là nó chỉ cho mình những cái tổ hợp thông tin cần thiết, là bệnh nhân trước đó đã bị mắc những cái gì, công thức máu, sinh hóa máu của bệnh nhân qua một quá trình điều trị nó như thế nào, nó ra những cái thông số, còn người phân tích là ai? Người phân tích sẽ là bác sĩ, và nó hỗ trợ cho bác sĩ rất là nhiều. Ví dụ như là mình chỉ cần nhập thông tin của các lần và nó ra một cái biểu đồ, thì qua một cái biểu đồ như vậy mình sẽ thấy được là cái mặt cái triệu chứng của bệnh nhân nó như thế này. Cô nói đơn giản như cái sốt, ví dụ như nó cho mình bệnh nhân nằm 10 ngày sốt không rõ lý do chẳng hạn, thì mình chỉ cần nhập nhiệt độ trung bình của 10 ngày đó thôi, nhiệt độ những ngày lần cao nhất 10, giống như Excel vậy, thì nó sẽ ra cho mình một cái biểu đồ về nhiệt độ. Cái giày này nó xuống thấp nè, 2 3 ngày này nó xuống thấp nè, ngày này nó lên cao lại, thì mình sẽ có 2 3 ngày này mình có dùng thuốc gì đặc biệt không, mình đổi kháng sinh chẳng hạn, hoặc là mình có dùng corticoid vào cái chỗ này chẳng hạn, thấy là bắt đầu là nền nhiệt độ nó xuống, đến ngang ngày này mình bắt đầu cắt kháng sinh hoặc cắt cắt các thuốc nào đó thì nhiệt độ nó lên lại, thì mình sẽ phân tích ngay, đó là có thể là do cái việc sử dụng thuốc của mình nó bị gián đoạn hay sao đó, hay thay đổi thuốc như thế nào đó. Thì đó, cái việc phân tích thông tin đó là chính là thiên thần áo trắng đó họ làm. Rồi việc theo dõi là ai? Tất nhiên là họ cho mình số liệu và cái người theo dõi vẫn là bác sĩ của bệnh nhân, đúng không? Chứ nó cho mình, nó lưu trữ để cho mình dễ theo dõi, chứ không phải là nó là người theo dõi. Nên người theo dõi vẫn là bác sĩ, người lượng giá vẫn là bác sĩ, và ghi ý kiến chuyên môn vẫn là bác sĩ. Nó chỉ là một cái công cụ hỗ trợ đắc lực, thuận tiện, tiết kiệm thời gian cho bác sĩ, cho bệnh nhân và làm cho quá trình điều trị của bệnh nhân tốt hơn. Nhưng mà mọi cái đều là do bác sĩ quyết định, và nó không thể đưa ra cho hắn, không thể hỗ trợ cho bác sĩ quyết định được cái phác đồ điều trị cho bệnh nhân. Ok, hôm do đó người ta nói là nó không thông minh. Không thông minh là vì sao? Nó rất là thông minh
nhưng mà cái người dùng của nó thông minh hơn cả nó nữa, nên nên mới nói là nó không thông minh, chứ thiệt ra là nó hỗ trợ, nó đưa tất cả các thông số và cái quyết định cuối cùng về việc điều trị cho bệnh nhân vẫn là bác sĩ, chứ không phải nó là bệnh án điện tử, là có bệnh án điện tử là bác sĩ được khỏe đâu nha. À, có những cái nghiên cứu riêng về cái vấn đề bệnh án điện tử này thôi á, thì trên thế giới cũng có rất là nhiều cái nghiên cứu. Thì vào năm 2007 á, trong cái tạp chí nội khoa thì người ta có đăng một cái bài là hệ thống bệnh án điện tử nó không cải thiện được đối với việc chăm sóc ngoại trú thôi nha, còn chăm chăm sóc nội trú như thế nào thì mình rõ ràng là nó có cải thiện chứ, tại vì nó ghi suốt cả cái quá trình điều trị của bệnh nhân như thế nào mà. Nhưng mà đối với ngoại trú thì sao? Ngoại trú thì có một cái là bệnh nhân tới rồi về, việc mà theo dõi sát về từng giờ từng ngày đối với bệnh nhân nó không được thực hiện như nội trú. Do đó nếu nó sử dụng bệnh án điện tử để ghi lại cái chất lượng chăm sóc của ngoại trú ấy, thì nói về chất lượng chăm sóc ấy, thì có thể là nó sẽ kém hơn, giống như là như hệ thống của bệnh viện cô đang làm đây. Và một cái bệnh án nội trú là nó chia ra từng ngày từng giờ để các em có thể theo dõi sát cái diễn biến của bệnh nhân như thế nào, mấy giờ các em dùng thuốc gì, rõ ràng là nó tốt hơn nhiều. Nhưng mà đối với ngoại trú thì sao? Ngoại trú chỉ nhập một cái chẩn đoán, sau đó nhập những cái kết quả cận lâm sàng cần thiết và nhập những cái thuốc cần thiết cho bệnh nhân, và cái quá trình điều trị của mình nó như thế nào, nó biến đổi như thế nào, thì sau đó bệnh nhân về nhà cả tháng mà hôm sau mình mới quay lại, thì trong tháng đó bệnh nhân xảy ra những vấn đề gì mình không có biết được. Do đó là người ta nói là cái chất lượng chăm sóc ngoại trú mà thông qua cái bệnh án điện tử là không có, cũng đúng. Sau mỗi lần mà bệnh nhân phải thăm khám lại á, thì mình phải hỏi bệnh nhân rất là nhiều, mình vẫn vẫn phải tốn thời gian rất là nhiều để mình hỏi về các triệu chứng của bệnh nhân, dùng thuốc như thế nào, dùng máy như thế nào, có gì lúc nào đáp ứng hay không có đáp ứng. Chỉ có nó cái bệnh án điện tử nó chỉ hỗ trợ cho mình được một cái rất là tiện, là mình dỡ ra để mình biết được là ông bệnh nhân trước đó ông dùng cái thuốc đó, xét nghiệm của ông là lần trước là mỡ máu chẳng hạn là rất là cao, sau một tháng ông dùng thuốc hạ mỡ máu thì bây giờ mình làm lại mình thấy là nó giảm, là mình biết là cách điều trị của mình ok. Nhưng mà mình không biết được là trong quá trình đó mình cho ông uống một viên thuốc đó thôi, nhưng mà biết đâu ông ở nhà người Mỹ người Pháp gì đó cho ông cái thuốc khác, ông uống cái thuốc khác mà ông không khai hay sao, rồi hoặc là ông uống thuốc Nam Bắc gì đó ông không khai hay sao, thì liệu rằng cái hoặc là cái chế độ ăn của ông thay đổi thì liệu rằng cái giảm mỡ máu sau đó của ông nó có chính xác hay không, nó có chính xác là do mình hiệu quả điều trị của chính bác sĩ đó hay không, cái đó thì mình không có đánh giá được. Do đó người ta nói là không cải thiện chất lượng chăm sóc ngoại trú, nhưng mà thực sự là nó hỗ trợ để khám ngoại trú rất là nhiều đó. Đây, như cô nói nè, họ có những cái nghiên cứu năm 2005 thì của trên thế giới, cho mình thì mới áp dụng sau đây thôi. Thì họ nói là cái tác dụng phụ của thuốc thuốc á mình không có kiểm soát được bằng cái bệnh án điện tử. Mình khi mình sử dụng bệnh án điện tử đó, nhưng mà cái sự chịu cái mức độ chịu đựng của bệnh nhân, cái những cái hậu quả của bệnh nhân phải chịu do cái tác dụng phụ của thuốc mình vẫn chưa kiểm soát được. Do mình thiếu hệ thống hỗ trợ quyết định trong cái việc lựa chọn thuốc, liều lượng và theo dõi, đó là năm 2005 đó nghe. Đó là năm 2005 khi mà thế giới mới bắt đầu manh nha về cái chuyện dùng bệnh án điện tử, thì họ thấy thiếu cái hệ thống đó. Là về cái việc bệnh nhân dùng thuốc như thế nào, như cô trao đổi đó, dùng thuốc như thế nào, liều lượng thuốc như thế nào, có ổn hay không, có thể bệnh có theo dõi sát được hay không, cái này là đối với cái việc theo dõi ngoại trú đây, thì nó thiếu cái hệ thống theo dõi đó. Sau này thì mình có thể ghi lại được rồi, nhưng mà cái này cũng của trên thế giới thôi chứ Việt Nam vẫn chưa ghi lại đâu nghe. Người ta cũng đây một cái nghiên cứu mới năm 2014 thì người ta lại có một cái kết luận tích cực hơn rất là nhiều.
Họ kết luận như thế nào? Hơn một nửa số tai biến và một cái số tiền đền bù rất là lớn, mình có thể tránh được cái việc đền bù này chỉ với việc sử dụng cái bệnh án, hồ sơ bệnh án điện tử thôi. Là những cái hệ thống đó là năm 2005 người ta nghiên cứu, người ta thấy thiếu cái này thiếu cái kia. Nhưng mà đến năm 2014, sau khi trải qua một quá trình sử dụng hoàn thiện như thế nào, thì người ta có một cái phân tích và người ta nói là nếu mà mình theo dõi trên cái hồ sơ sức khỏe điện tử bằng nhiều cách, ngoại trú, nội trú hay như thế nào đó, mình theo dõi một cách liên tục, thì cái số tai biến xảy ra cho bệnh nhân và một cái số tiền lớn mình có thể tránh khỏi được cho bệnh nhân chỉ nhờ cái hệ thống hỗ trợ quyết định lâm sàng này thôi. Như vậy thì nó hỗ trợ chuyên môn như thế nào? Tất nhiên bệnh án điện tử nó lưu lại tất cả các thông tin của bệnh nhân như vậy, và cái việc sử dụng của mình nó khéo léo, nó hợp lý, mình sử dụng được các kết quả cận, mình xem được, mình tổng hợp được cái kết quả cận lâm sàng như thế nào, lâm sàng qua các thời kỳ của bệnh nhân như thế nào, hình ảnh học của bệnh nhân như thế nào, ngay cả thậm chí chiều cao cân nặng của bệnh nhân trong một khoảng vài tháng này nó có thay đổi hay không, vân 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 vân. Khi bác sĩ sử dụng chính cái nguồn số liệu đó, bác sĩ phân tích rồi bác sĩ đưa ra quyết định theo dõi quá trình điều trị của mình và có sự thay đổi cái quyết định đó, thì rõ ràng đó là một cái sự hỗ trợ chuyên môn rất là lớn rồi chi nữa. Đó chính là cái mà cái hiệu quả lớn nhất mà cái bệnh án điện tử có thể mang lại, đó phục vụ cho bệnh nhân tốt hơn, phục vụ cho mục tiêu điều trị của bệnh nhân tốt hơn. Để cô xin lỗi mấy đứa, chứ cô tắt cái video đi nghe. Và như vậy thì tại vì sao nó thông minh? Thứ nhất là nó hỗ trợ quyết định lâm sàng cho mình nè. Nó có những bảng biểu tính toán như cô vừa mới nói đó. Ví dụ như mình chỉ cần nhập cái thông số nào ra thì nó cho mình một cái biểu đồ. Nó giống như nó tích hợp cả cái Excel vào trong cái phần mềm này cả. Thậm chí tính toán ra tiền luôn. Nó cho mình được cái biểu đồ tương tác thuốc, một cái phần mềm tương tác thuốc. Là ví dụ như là trong ngày đó, trong cùng một giờ, bác sĩ cho hai loại thuốc cùng với nhau thì nó sẽ ra một cái biểu tượng cảnh báo có tương tác thuốc giữa hai thuốc này, bắt buộc bác sĩ phải lục lại, hoặc là dược lâm sàng phải lục lại để coi nếu mà thuốc này bán hủy thời gian bao lâu, mình dùng chung trong nếu tương tác như thế này thì mình dùng chung như thế này thì nó sẽ tương tác có hại tương tác có lợi, nếu tương tác có hại thì mình phải tách cái giờ nó ra, thời gian bán hủy của thuốc thứ nhất là bao nhiêu, thì sau đó thời gian mình mới có thể dùng tiếp cái thuốc thứ hai này nó mới an toàn cho bệnh nhân. Và theo dõi một số các thông số khác về thông số chất lượng, ví dụ như là bệnh nhân khỏe hơn không, cân nặng bệnh nhân có lên hơn không, về cơn đau của bệnh nhân như thế nào, các chỉ số đau của bệnh nhân như thế nào, các chỉ số về đáp ứng của đột quỵ não nó tăng hay giảm, tri giác nó tăng hay nó giảm, vân vân. Đó là theo dõi những cái thông số chất lượng của bệnh nhân rất là tốt. Ở đây nó có quyết định hỗ trợ cho quyết định lâm sàng đúng không? Bởi vì nãy giờ mình phân tích cũng nhiều rồi, vì nó cung cấp thông tin một cách tổng quát và nó chỉ tập trung vào cái vấn đề sức khỏe của bệnh nhân thôi, nó không bị dạng nhiễu bởi những cái khác. Nó cái này nó vừa có lợi nó vừa có hại. Ví dụ đối với như một cái thông tin của bệnh nhân chẳng hạn, khi mình thăm khám trực tiếp bệnh nhân mình sẽ bị rất là dễ nhiễu. Ngày nay nhà tôi có tiền, nhà tôi nghèo, nhà tôi không điều trị cái thuốc nến, cái thời gian đó nhà tôi nghèo không điều trị được thuốc nến nên bệnh nó tăng lên, nó giảm xuống ấy, như sao đó, mình sẽ bị nhiễu bởi những cái yếu tố khác, hoặc là nhà tôi ít người chăm sóc nên bệnh của tôi càng ngày càng nặng. Tuy nhiên đối với cái hồ sơ sức khỏe điện tử thì mình không nắm được những cái chuyện nhà nghèo nhà giàu của bệnh nhân, mà mình chỉ nắm được những cái thông số chính xác nhất của bệnh nhân thôi. Do đó là cái việc theo dõi của mình nó tập trung lắm. Rồi cái hồ sơ sức khỏe điện tử này á, cái bệnh án điện tử này á, thì nó không phải là một mình bác sĩ, một bác sĩ có thể coi được cái hồ sơ này, mà điều dưỡng cũng có thể coi được cái hồ sơ này,
các bác sĩ khoa phòng khác trong cùng một bệnh viện có thể coi được cái hồ sơ này. Tất cả những người chăm sóc cho bệnh nhân đều có quyền coi được cái hồ sơ này và bất cứ thời gian nào mà họ muốn, họ có thể truy cập được cái thời điểm nào mà họ muốn truy cập. À, người này có tiền sử phát hiện đái tháo đường bao nhiêu năm rồi nhỉ, là mình có thể truy cập lại được vào cái năm nào là người đầu họ tới khám cái phòng khám nội tiết đầu tiên, thì lúc đó mình sẽ truy cập dần, có dữ liệu để mình truy cập dần là à phát hiện à, đái tháo đường được 5 năm 10 năm chẳng hạn. Nó nói chung là nó hỗ trợ rất là nhiều. Nó mình hỗ trợ gì, hỗ trợ thì cái người sử dụng nó mới là người thông minh, mới là người quyết định. Họ phải chọn được những cái vấn đề liên quan đến về sức khỏe mà liên quan đến cái chuyên ngành của họ. Họ phải có cái đầu óc phân tích, phải tổng hợp được, và họ cuối cùng thì mới đưa ra được cái. Bởi vậy nó nói là nó nói cái phần mềm này là hỗ trợ quyết định lâm sàng chứ không phải là phần mềm quyết định lâm sàng, mà nó chỉ là đưa thông tin và người sử dụng thông tin lựa chọn những cái thông tin nào phù hợp nhất để đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất. Thì người được lợi nhất là gì? Người được lợi nhất là bệnh nhân, đúng không? Bệnh nhân họ sẽ được chăm sóc toàn diện hơn, chu đáo hơn và yên tâm hơn. Nói là yên tâm hơn thì cũng không đúng, vì thực ra là như cô nói đó, nó tùy thuộc vào cái người sử dụng. Cái anh sử dụng mà anh có đầu óc phân tích tốt, anh giỏi, chuyên môn anh giỏi, thì rõ ràng là có dù có giấy hay là dù có bệnh án giấy, bệnh án điện tử gì đó thì nó cũng tốt hơn so với những anh khác rồi. Vậy thì nó hỗ trợ quyết định lâm sàng để làm gì? Chắc chắn là nâng cao chất lượng điều trị và để an toàn cho bệnh nhân, tránh sai sót y khoa, tránh việc sử dụng thuốc không đúng. Ví dụ như bệnh nhân có tiền sử dị ứng thuốc như thế nào đó, mà nhờ cái hệ thống cảnh báo này mà có thể biết được là bác sĩ có thể biết được là không, bệnh nhân dị ứng thuốc, không cho bệnh nhân dùng thuốc này nọ. Đó, nó an toàn hơn cho bệnh nhân rất là nhiều. Rồi cái phác đồ đưa ra rất là rõ ràng. Phác đồ giấy thì có thể gạch bỏ xóa chỗ này chỗ kia, chứ còn phác đồ mà một khi đưa lên bệnh án điện tử đã lưu lại rồi thì rất là khó thay đổi. Và khi mà sử dụng các phác đồ đó thì những cái bác sĩ khác họ có thể nhìn vô, họ cũng có biết được là phác đồ đó đúng hay sai. Như bắt buộc cái người đưa ra phác đồ họ phải rất là cẩn trọng và phải rất là an toàn, có những cái phân tích đầy đủ. Có thể là ví dụ phác đồ đó dùng 3 thuốc chẳng hạn, nhưng mà giờ trừ bác sĩ đưa ra phác đồ dùng 2 thuốc thôi, thì ngay nếu mà bệnh án giấy là chỉ có một mình coi, hoặc là nó không có cần thiết lắm, thì mình chỉ có thể cái quyền tự tung tự tác là của mình. Nhưng đây là cái bệnh án điện tử và rất là nhiều con mắt khác dòm ngó, thì bắt buộc cái anh bác sĩ đó đưa ra phải rất là cẩn trọng và anh kèm buộc lòng anh phải ghi thêm vì sao tôi sử dụng cái phác đồ này 2 thuốc. Bởi vì bệnh nhân có cái chỉ số đó, thể trạng bệnh nhân không cho phép sử dụng 3 thuốc chẳng hạn, thì nó sẽ ghi ra rất là rõ ràng và nó lưu lại được trên đó luôn. Chứ còn hồ sơ bệnh án giấy á, mà các em chỉ ghi quyết định dùng 2 thuốc mà không ghi, có thể không ghi mà thì nghĩ nếu mà ví dụ như nhiều người hỏi thì mình có thể trả lời, nhưng mà mình không ghi hồ sơ giấy thì 3 năm sau khi mình quay lại cái hồ sơ đó, mình kêu, chính mình là người cho thuốc nhưng mà mình sẽ suy nghĩ, ủa vì răng mà ông đi dùng có 2 thuốc thôi, tại vì răng mà cái phát đồ đi 3 thuốc mà ông dùng có 2 thuốc thôi. Nó sẽ rất là khó khăn cho cái việc điều trị. Rồi cái hồ sơ bệnh án điện tử này nó còn hỗ trợ cho bác sĩ quyết định cái việc nói chung là phòng ngừa bệnh cho bệnh nhân sẽ tốt hơn. Tại vì cái bệnh án giấy thì khi mình nhìn nó không được hệ thống, nhưng mà đối với bệnh án điện tử thì mình có thể hệ thống được từ trên xuống dưới. Có thể là đây bệnh nhân là hay vào khoa nội hô hấp và những cái mùa mà lạnh trong năm nè, năm nào liên tục, năm nào của tháng 10, tháng 11 cũng nhập viện bao nhiêu lần đó, thì ngay lập tức cái ông bác sĩ mà ông giỏi ông kêu nhá, tuy là bệnh nhân có vấn đề về hô hấp hay sao đó, hắn trúng cái mùa cúm, hoặc là bệnh nhân cơ bản bệnh nền là có cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì những cái tháng này nó có thể ảnh hưởng đến cái hệ hô hấp của bệnh nhân, bắt buộc bệnh nhân phải nhập viện, thì anh sẽ đưa ra một cái biện pháp dự phòng ngay cho bệnh nhân trong năm nay. Bác đến mùa xuân năm đó là mùa xuân năm đó bác phải lo đi chích cúm đi, mà mùa đông chứ chích vaccine cúm đi này nọ, thì
có thể là sẽ an toàn cho bệnh nhân không 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 tránh phải chịu những cái đợt suy hô hấp cấp hay là viêm mũi, viêm hô hấp cấp để có thể phải nhập viện. Hoặc là cứ tới đó là bác sĩ biết bác đây mùa lạnh đây rồi, là bác phải sử dụng nhiều hơn cái thuốc giãn phế quản này, hay là phải bảo tránh tránh sử dụng cái tránh ra ngoài phơi nhiễm với thời tiết như thế này như thế nào đó, để có một cái dự phòng tốt hơn cho bệnh nhân đối với cái bệnh lý của họ. Nó là cũng là mục tiêu giáo dục sức khỏe. Nhưng mà đối với bệnh án giấy các em không làm như đứa được đâu. Vì bệnh án giấy mỗi người cầm mỗi lần thăm khám là một cái tờ bệnh án giấy đó, một cái tập bệnh án giấy đó, mình chỉ biết được cái lần thăm khám đó thôi, nhưng mà mình không thể hỏi bệnh nhân được. Cùng lắm người ta cũng chỉ nhớ là năm ngoái họ cũng có vô nhập viện một vài lần, nhưng mà không biết là vô tháng mấy, nó rất là mơ hồ, và cũng chẳng muốn là mình phải đi lục lại cái bệnh án cũ của bệnh nhân như thế nào. Ổng vào viện, có những người họ vô viện vì rất là nhiều vấn đề sức khỏe, thì mình cũng không biết là phải lựa cái bệnh án cái thời điểm nào để mà không lẽ cả năm nó vô 10 lần đi tìm 10 cái bệnh án như đó thì cũng quá cực cho mình đi. Nhưng mà với chỉ với một cái hệ thống lưu trữ ở trên máy tính, mình có thể nhìn và mình có thể quan sát tổng hợp được, mình thấy rất là tiện lợi. Tiếp cái phác đồ, đây là những cái tiện lợi này, những cái tiện lợi của bệnh án điện tử nè. Khi mình sử dụng một cái phác đồ nào đó bằng phác đồ giấy, thì nguyên một cái tập này là mới chỉ là nhi khoa thôi nghe, là 926 trang, mà gồm có nhi khoa, nội khoa. Nội khoa thì chia ra làm phác đồ tim mạch, phác đồ tiêu hóa, phác đồ hô hấp. Trong mỗi khoa phác đồ tiêu hóa nó lại có riêng là phác đồ viêm gan B, phác đồ viêm gan C, phác đồ viêm gan nói chung chứ, phác đồ bệnh lý gan mật nói chung, phác đồ bệnh lý dạ dày nói chung, phác đồ bệnh lý về tụy nói chung, phác đồ bệnh lý về bụng đau bụng đồ này nọ. Nói chung là hắn sẽ có rất là nhiều cái phác đồ khác nhau, thì tốn bao nhiêu quyển sách cho vừa. Trong khi chỉ với một cái dữ liệu điện tử thôi thì mình y học chứng cứ, cái phác đồ đang nói về cái phác đồ ở trên một y học chứng cứ cho đối với bệnh cao huyết áp của người lớn thì nó chiếm 14 trang. Chỉ 14 trang. Và nó sẽ đưa ra từng cái phác đồ trên cái bệnh án điện tử để cho mình có thể theo dõi được và mình lựa chọn cái gì tốt nhất cho bệnh nhân. Đây. Xin lỗi.
Đây đây là những cái ví dụ về về cái những cái khuyến cáo, những cái quyết định trên lâm sàng, để cái những cái công cụ hỗ trợ bằng giấy mà để hỗ trợ cho cái việc quyết định đối với bác sĩ thì nó dày như thế nào. Riêng đối với ung thư cổ tử cung thôi nghe, 292 trang. Để cho mình thấy được cái tiện lợi về cái việc quyết định hỗ trợ cho bệnh nhân, điều trị cho bệnh nhân như thế nào đối với cái việc sử dụng công nghệ thông tin. Vậy thì dựa vào đâu để mình nói là nó hỗ trợ quyết định lâm sàng và nó có lợi ích cho bệnh nhân? Thứ nhất, tất nhiên người 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 bác sĩ họ phải có một cái vấn đề tổng hợp, họ phải quay lại vấn đề, họ phải đặt được một cái câu hỏi tốt. Bệnh nhân trong cùng một thời điểm như vậy, bệnh nhân có xuất hiện quá nhiều triệu chứng như vậy, có nghi ngờ hay không? Ví dụ như thế này, bình thường đối với một bệnh nhân á, bệnh nhân mà khó chẩn đoán điều trị á, thì bệnh nhân thường là nhiễm nhiễm trùng huyết, gây rối loạn huyết động, nó gây rối loạn huyết động. Nhưng mà đối với trường hợp này mình nghi nhiễm trùng huyết nhưng mà huyết động nó không bị rối loạn, vậy thì nó có phải là một cái loại nhiễm cái gì đó đặc biệt hơn những cái loại nhiễm trùng huyết thông thường hay không? Đó là một câu hỏi tốt. Dựa trên câu hỏi đó, mình có thể lục lại tất cả các khuyến cáo, tất cả các hồ sơ trên, vừa hồ sơ của bệnh nhân, vừa hồ sơ của bệnh nhân, những cái thông số cũ của bệnh nhân, những gì mà bệnh nhân đã từng trải qua trong một khoảng thời gian liên quan đến cái đoạn bệnh này của mình, và dựa vào những cái khuyến cáo, những cái phác đồ, và những cái khuyến cáo mà hồ sơ điện tử có thể họ lưu lại được á, họ 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 cập nhật vô trong để họ hỗ trợ cho cái quyết định lâm sàng của mình á, cộng với những cái gì mà bệnh nhân đang thể hiện tại cái thời điểm này, thì mình có đưa ra được một cái quyết định chính xác để nâng cao chất lượng. Tuy nhiên nói thì nói vậy thôi, đó là một cái sự lý tưởng, nhưng mà để đưa ra một cái chẩn đoán chính xác cho dù là đối với một bệnh nhẹ đi chăng nữa, trên một bệnh nhân cụ thể rất là khó vô cùng. Đối với những bệnh nhân mà ví dụ như nó quá điển hình như sách vở đi, thì việc chẩn đoán chính xác nó không là cái gì cả, nhưng mà thực sự khi đi ra làm rồi mấy em mới thấy được. Để nói đến một cái điển hình nó khó lắm, nó khó thấy lắm. Thế nào trên một bệnh nhân đấy, cô chưa bao giờ cô thấy là 100% bệnh nhân có đủ các triệu chứng như mình đã học hết. Nó thế này nó cũng bị ảnh hưởng bởi cái này cái kia, bởi vì bệnh nhân không phải là chỉ mắc một bệnh đó thôi. Cơ địa của bệnh nhân như thế nào, sinh lý của bệnh nhân như thế nào, những cái bệnh nền khác nó ảnh hưởng đến bệnh của bệnh nhân như thế nào, nó sẽ làm biến đổi một vài cái con số, và nó không thể, chưa có một bệnh nhân nào mà cô gặp mà nó đi từ trên xuống dưới là đúng nhất nhất y như sách cả. Nhưng mà cũng có những cái triệu chứng rất là điển hình, thực sự mà nói là như vậy, những cái triệu chứng điển hình mà mình tới mình nghĩ ngay đến bệnh. Vấn đề là mình phải đặt câu hỏi, đúng là mình phải đặt câu hỏi cho thật tốt, nhiên liệu, và mình phải giải thích cho được tại sao bệnh nhân có sự khác biệt đó. Vì sao mà cái ông này, sách vở nói là ông này nhiễm trùng bạch cầu ông phải tăng, nhưng mà giờ trừ tôi thấy bạch cầu ông không tăng. Có cái nhiễm trùng nào mà bạch cầu không tăng không? Có. Giải thích được không? Được. Thì đó là những cái câu hỏi mà mình cần phải đặt ra. Đó là đối với những người đặt câu hỏi tốt, còn những người đặt câu hỏi không tốt thì sao? Những người mà không muốn tìm được đến cái thông tin của bệnh nhân trước đó thì sao? Những người không muốn tìm đến cái khuyến cáo thì sao? Thì chất lượng của bệnh nhân nó cũng hoàn toàn nó không thay đổi. Do đó cái bệnh án điện tử nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái quyết định lâm sàng, nhưng mà quyết định như thế nào vẫn là cái người bác sĩ giỏi. Bệnh nhân được hưởng lợi hay không, quan trọng nhất vẫn là người bác sĩ giỏi, chứ không phải là cái bệnh án điện tử tốt nhất đâu. Rồi, thôi dừng ở đây đã, để cô đi đi coi bệnh xíu nha. 9:30 mình học lại hẹn, 9:30 mà cô chưa vô thì mấy đứa đợi xíu.